Hôm nay Trung Kiên lại giới thiệu cho anh em dòng đỏ văn chấn siêu hoa Đây là những cây dạng choai nhé, mình đang gột phôi thôi Nhưng mà cây nó cũng khoảng độ tầm ngón chân cái rồi Cây đều thoát thân Từ 80 cho đến 1 mét nhé các bạn nhé Cây bóng rất là dày Đây là cái cách làm cây để làm sao để cây đẹp nhé các bạn nhé Mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cái cách làm Đây, Bóng tàn này các bạn này Đây nguyên một uh, mâm hoa luôn khi mà các bạn xén uh, đều xén dày tàn thì sẽ được cái hiệu quả cây như thế này hoa nó sẽ như thế này thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn uh, bởi vì cái vườn này hiện thời đang nở hoa đẹp quá nên là mình quay để cho các bạn cùng ngắm nhé còn nếu mà cái giao lưu với này loại này thì mình giao lưu xỉ thôi và bán số lượng từ 50 cây trở lên nhé các bạn nhé Đấy. loại này thì uh, Uh, tháng tư năm sau mình sẽ bán cho các bạn nhiều còn uh, bản thân là mình cũng đang muốn loại này để mình nuôi tiếp nuôi bóng tàn tiếp đây là dòng uh, văn chấn siêu hoa dòng lá bầu Đấy, cực kỳ nhiều hoa mình cũng có một số các cái vườn đợt trước là mình bán rồi thì được rất là nhiều người ưa thích Nhờ cái dòng này nhé dòng này hoa nó cực kỳ nhiều lá xanh dày Đấy, bông đây đây là hình ảnh hoa thực tế cho các bạn nhìn nhé. mùa này mà hoa như này là khá to rồi bởi vì là tầm này là à, mùa cuối mùa của hoa mẫu đơn gần như là rất ít cây hoa nhiều như thế Đấy. thì rất là mong là cái video này chia sẻ đến anh em yêu cây hoa mẫu đơn à, cộng thêm một chút à, cái tình yêu vào cây hoa mẫu đơn nhé cảm ơn mọi người đã xem video của mình các bạn muốn tìm hiểu về cây hoa mẫu đơn cũng như là à, tìm hiểu về cách chăm sóc ở cây hoa mẫu đơn thì follow kênh của chú kiên nhé, mình sẽ chia sẻ rất nhiều các cái kiến thức liên quan đến cây hoa mẫu đơn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, chú kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.